Rồi sau khi á, là mình tạo mình đưa cái form đặt hàng ở đây ra đây nè, thì cái form đặt hàng này chỉ có người dùng mới có nhập được thông tin là họ tên, email và nội dung thôi. Bây giờ mình muốn thêm một cái ô nữa để cho họ nhập vô, ví dụ như là số lượng bao nhiêu đi, thì mình làm sao? Đó, thì giờ hướng dẫn các bạn thêm một ô là số lượng vô đây để cho họ nhập vô ha. Khi họ gửi cho thông tin cho shop thì biết họ mua số lượng bao nhiêu hoặc là nhập địa chỉ gì đó. Nè, rồi tôi sửa lại nè. Thì để làm được việc này đầu tiên á, cái điều mình cần á là mình phải biết được cái form này á đang sử dụng cái form gì. Mình cắt edit unit builder để mình thấy cái này là mình check trước kiểm tra coi cái form này đang sử dụng là cái form gì. Đó, mình vô đúng cái form mình thiết kế nè. Nó ra lại chút xíu nó ra ha. Vô form thiết kế nè, form 7 nè, bấm đôi vô cái form 7 này mình bấm 7 nè, hoặc là bấm vô cái chỗ bánh đang cưa nè, option nè. Nó sẽ ra là mình đang sử dụng là contact form last, tên là contact form last, mình nhớ cái tên đó. Rồi mình đóng nó lại, nhớ tên là contact form last hay đóng nó lại, nhớ tên thôi. Và sau đó mình quay vô dashboard, dashboard là quay vô cái trang quản trị của mình vô cái chỗ gọi là contact và điểm tìm đúng cái tên nãy nhìn mình vừa mới xem, nãy mình xem cái tên là tên gì, contact form last nè, đúng cái tên đó, cái tên đó đang xài ở bên ngoài thì mình điền vô đúng cái tên đó để mình sửa nó lại, edit nó. Đó, edit nó là sau đó mình vô cái chỗ form ở đây ở đang người ta đang lấy nè, ví dụ như là do đem nè, do đem giờ mình sửa lại, mình đang để tiếng Anh mình sửa lại tiếng Việt luôn nè, họ tên, đó, rồi email đúng không? Ở đây mình muốn thêm, ví dụ đây mình muốn thêm, ví dụ đây tôi muốn thêm là họ tên, email rồi số điện thoại đi ha. Tôi thêm họ số điện thoại thì tôi thêm một cái test đi, tôi thêm một cái test đây vô, đặt tên là số điện thoại, số điện thoại. Rồi có bắt buộc nhập không? Nếu bắt buộc nhập check đây là họ phải bắt buộc phải nhập số điện thoại vô, insert đó, số điện thoại. Số điện thoại đây sẽ có một cái layholder. Layholder chính là gì? Layholder chính là cái gợi ý để cho người ta biết cái đó, nghĩa cái đó là cái gì. Layholder mình copy đi. Layholder. Copy này. Layholder đây mình để là số điện thoại. Số điện. Thì qua yêu cầu bắt buộc hay mình để chữ này bắt buộc đi. Bắt buộc cho nó dễ ha. Cái này mình nếu cái này giống như giải thích gì đó chứ không phải là gì, giải thích cho người ta biết là cái này bắt buộc nhập email, bắt buộc nhập nè, rồi số điện thoại bắt buộc nhập luôn đó, họ tên, email, số điện thoại. Rồi tiếp tục mình muốn cho người dùng phải nhập thêm nữa, này muốn cho xuống hàng không, xuống hàng thì mình gõ b đây cho họ xuống hàng nha. Rồi tiếp theo ngay dưới đây sau khi nhập số điện thoại xong mình muốn nhập cho hay nhập vô là số lượng hay là địa chỉ giao hàng gì đó thì muốn nhập gì nhập nha. Mình cho tôi muốn cho nhập thông tin trước đây, câu hỏi là đã tiếp tập tôi nhập vô cái địa chỉ, thì tôi cho nhập dài một chút, thì tôi cho nhập cái test area này đi, cái test area này hơi gì tin nhắn, test area đi, test area thì mình nhập cái test bắt buộc nhập luôn ha, địa chỉ nhận hàng chỗ anh em này ghi ghi thường nha, ghi liền luôn đi cho nó đừng có hỏi còn chỗ. Rồi địa chỉ nhận hàng insert bắt buộc nhập, bấm vào bắt buộc nhập, insert vô, đâu không có chỗ này cái layholder nào, mình phải chèn vô cái layholder vô, đây mình chèn vô là địa chỉ nhận hàng, đó. Rồi xuống đây thêm cái nữa, là mình sẽ cho nhập số lượng vô, nè, số lượng vô. Hoặc mình bắt mình sắp thứ tự sao cũng được đó. Rồi nhập số lượng vô, số lượng đây mình sẽ nhập vô số lượng nhầm nào nhà mình test luôn đi ha, test vô, đây là số lượng, default value là mình cho là số lượng default là một nha, mặc định là nó nếu chúng ta không nhập là một cái thì đi.
mua tên hộp ha. Rồi đó, rồi rồi cái này do này do tên ngày ghi chú ha, ghi chú gì vô ghi chú ghi ghi chú này thì mình không bắt buộc nhập vô ha, bỏ đi hoặc bỏ chứ rewind đi, không bắt buộc nhập vô chỗ này không có dấu sao nè, hoặc là không có nè, bỏ ghi chú không cần nhập, không bắt buộc. Rồi ví dụ vậy đi, rồi sau đó submit là mình đỡ sửa là từ cái đặt hàng đi. Rồi lưu đó. Sau khi lưu xong rồi ra mình set lại ha, ra set lại nó mới làm cái form, ra set lại coi cái form của mình có bấm vô chỗ đặt hàng này mình đã làm rồi, mình kéo xuống đây mình coi thế nè, họ tên nè, email, số điện thoại, rồi địa chỉ ngân hàng gì đó ghi vô, ghi chú gì đó ghi vô đặt hàng rồi gửi của mình nha. Rồi bây giờ khi họ nhập á, khi họ đặt hàng đây á, thì thông tin nó gửi gì đâu, sao làm sao mình check được đó, đó là cái quan trọng. Rồi để mình check được cái này á, thì mình sẽ nó sẽ có hai cách lưu trữ cái thông tin của khách hàng nhập vô. Một là lưu trữ trong cái phần quản trị website luôn, hai là sẽ tự động gửi mail cho mình ha. Thì bây giờ tôi hướng dẫn cái cách đầu tiên là mình sẽ lưu trữ ở bên trong cái website luôn, bằng cách mình sẽ lưu trữ vô database. Hiện tại còn tắt form 7 này nó không có chức năng lưu trữ như thế, thì mình phải cài thêm một cái login vô, cài thêm một cái mới vô để cho nó lưu trữ những cái đơn về, bằng cách mình sẽ cài thêm một cái là contact bạn. Rồi mình sẽ cài thêm một cái nữa, thêm vô nó mới có cái lưu trữ được những cái thông tin liên hệ đó, bằng cách là Advanced Contact Form 7DB vô login nha. Login là cài thêm mới vô. Ở trong WordPress nó có một cái là login. Đây nè, Add New là mình cài mới vô, muốn cài thêm một chức năng gì đó vô login mình điểm, mình cài vô Advanced Contact Form 7DB nha. Cái này có thể xuất ra sale được luôn ha. Rồi Intern nào. Cái này chưa hướng dẫn, còn gửi mail nha. Để mình lưu vô trong database trước. Đây nó. Rồi, sau khi xong mình test thử nha, mình sẽ test thử bằng cách mình nhập ha, mình điền form đặt hàng mua ngay nè, rồi xuống đây mình điền form họ tên là Nguyễn Thanh Điền nha, email, số điện thoại. Rồi địa chỉ nhận hàng, ví dụ như là ABCD gì đó đi, kiểu đi ha, y chú gì đó đi. Rồi nãy mình nói số lượng mình địa chỉ ngân hàng thiếu số lượng rồi nè, nãy mình làm thiếu rồi đúng không, còn thiếu số lượng rồi nè, số lượng không có nè, đặt hàng, địa chỉ ngân hàng đó, đặt hàng thì nó báo nè không gửi được nè, để mình coi coi hôm nay có không nè, không gửi mail được thôi. Đó. Không gửi, cái kia là báo không gửi mail được, nhưng mà ở trong cái phần này vẫn thấy ha, ở trong đây vẫn thấy ha, ở trong đây vẫn thấy, ở trong cái phần database vẫn thấy nè, Nguyễn Thanh Điền vừa đặt nè, thấy chưa. Đó. mình thiếu bây giờ mình thêm một cái trường nữa đi. Mình sẽ thêm cho đủ trường nha, mình thêm cho một cái số lượng nữa mình thiếu nè. Đây form lab nè. Qua phần form ấy, vô đây có qua phần form. Số lượng ở đây lại mình default cho nên nó không có ra nè, bỏ phần default rồi đi. Bỏ đi số lượng rồi không đi. Cái này mình đi dấu gạch cho nó dễ nhìn đi ha. Đổi lại đi. Sửa lại mấy cái từ này cho dễ nhìn. Rồi lưu lại coi. Làm lại nha. Đây có số lượng nè.
có số lượng rồi làm lại nha. Số điện thoại. Số lượng mua 2 hộp ghi chú. Đó nha. Rồi đặt hàng. Cái báo này nó báo là không gửi được mail thôi. Chút xíu mình sẽ cài mail sau. Giờ mình sẽ set trước cho nó vô trong đây trước cái đã. Sau khi có rồi xong rồi đúng không? Mình sẽ vô trong cái chỗ cho chỗ admin DB này mình set. Chọn cái form nè. Cái form thứ hai là có nè, thấy chưa nó. Số lượng 2 nè, thấy chưa? Đó, địa chỉ nè, số điện thoại nè. Đó. Nó sẽ là cái form này mình xuất ra sale được luôn ha, xuất ra sale được luôn. Mở cái này bỏ cái dưới này sai nè. Cái dưới mình có thể xóa đi, cái nào xong mình có thể là delete này đi được không? Delete đi. Cái form này có ngay cái rồi, như đây là đủ này, địa chỉ ngân hàng, số gọi nè, đó. Mình nhận được rồi, mình ta có được thông tin trong này. Đó, rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cấu hình làm sao để mình nhận được cái mail. Nhận được cái mail gửi mới được. Đó ha. Rồi tiếp theo mình sẽ làm cấu hình là nhận mail ha. Để nhận được mail á.